tất cả các bạn phóng viên Việt Báo Chile đang có mặt tại câu lạc bộ đoàn kết đi Berlin. Hello, xin chào chị Ina và xin chào tất cả mọi người. Chào Quỳnh Nga. Hello Quỳnh Nga. Hello, chào cả Quỳnh Nga. Xin chào chị Ina. Cảm ơn chị đã đến dự. Vâng, có Quỳnh Nga là vui rồi. Chúng ta là có cà phê đấy. Cái này là mình đã có chung đấy, từ đây mình cứ dòng đấy thì chị em mình nói rằng là, tức là mình đến Hải Lại Lên. Xin chào tất cả mọi người, tất cả anh chị em mình. Hôm nay là thứ năm của tuần thứ tư, thứ bảy chúng ta lại gặp mặt, tức là cái này là sinh hoạt thường kỳ của câu lạc bộ đoàn kết, thì chị em mình lại gặp nhau. Đặc biệt là hôm nay chúng ta rất là vui vì là tháng năm, tháng sáu, tháng bảy chúng ta tổ chức sinh nhật cho hội viên. Thì hôm nay là xin giới thiệu là có 6 anh chị em hội viên tháng 6 với lại tháng 7 sinh nhật. Thì 3 người thì gồm có chị Hà, anh Tuấn, chị Đan, chị Vân, chị Kim Thành Lê và chị Hoa Hồng Vàng. Đây là em Hoa Hồng Vàng. Đặc biệt là hôm nay là em út của câu lạc bộ. Đúng ngày hôm nay là ngày 26 tháng 7 là ngày sinh nhật của Hoa Hồng Vàng. Chúc mừng sinh nhật Hoa Hồng Vàng. Đang có xem chi. Ba người hội viên của chúng ta thì hôm nay vắng mặt, thì chỉ còn lại ba người hôm nay. Nhưng mà đặc biệt là anh chị em chúng ta đều có mặt. Và đặc biệt là em Nguyệt. Chưa xong. Em Nguyệt đấy lại cũng nhận được một cái bằng. Tức là em Nguyệt đã lấy được cái bằng tốt nghiệp về cosmetics của Đức. Và với niềm yêu là thì coi như là về tóc, về làm đẹp và cũng là hội viên của câu lạc bộ của mình. Và hôm nay em Việt cũng có đến và cũng câu lạc bộ cũng chúc mừng em Việt. Và trong sinh nhật nó còn có anh U Lì cũng là sinh nhật hôm nay có mặt với chúng ta, và chúng ta mọi người cùng nâng ly và để chúc mừng tất cả những người sinh nhật tháng 6 và tháng 7 và chúc mừng em Việt. Và chúng mình chúc chúng ta sức khỏe, hạnh phúc và sinh nhật. Hôm nay có bà U được thế nào? Und besonders, ihr Mann, der hier unsere Club dann geht, sie hat noch besonders, sehr gut, dass ich den Zulieb gewusst habe.
ông xin tham hỏi với nhau ông ghé phơi một con tàu xin và áo đi bên quân số sáng lên bên quân thái á ông đi khắp bao nhiêu ta vì xin đi bên số sáng lên xin đi xuống xuống đi quân xe vì má đi bên phải vì xin đi máy lên đi xin xin xuống đi cái vì xin đi mẹ mẫu hộ số giá cái đi 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 tem cái pháo ấy cái đó ông đi máy lên đi xin kia Okay.
nhưng mà câu lạc bộ vẫn duy trì để cho những hội viên đến sinh hoạt và vui vẻ với nhau ở nơi công thứ hai. Và cũng có một số các vị khách thì tôi xin nói một chút một rất là ngắn về cái tổ chức của tôi để cho anh chị em mình biết và có những người nào như thế là sai hoặc là anh chị em muốn sinh hoạt với câu lạc bộ có thể tham gia cùng với câu lạc bộ. Câu lạc bộ đã kết thành lập đến bây giờ là 10 năm, cách đây 10 năm câu lạc bộ đã kết từ trong văn phòng liên này và đợt vừa rồi trong tháng 6 tuyết trên lại rồi đã. Trong tháng 6 thì chúng tôi vừa tổ chức 10 năm sinh nhật câu lạc bộ. Mọi người ơi, không ai nói chuyện riêng nhé. Nghe chị Đào Ina nói. Cả cái quá trình thành lập 10 năm. Đây là văn phòng tư vấn và giúp đỡ người nước ngoài của quận. Là một trong những văn phòng được tín nhiệm và được thành lập từ ngay sau khi bức tường Bé Đinh sụp đổ cho đến bây giờ là 30 năm. Đến sang năm thì văn phòng sẽ tổ chức kỷ niệm tức là 30 năm thành lập văn phòng. Từ lúc thành lập cho đến bây giờ thì văn phòng làm chủ yếu về vấn đề tư vấn cho tất cả những người mà sang đây hợp tác lao động. Và văn phòng đầu tiên là ở Kennedy Strasse, ở trong ở đây tôi nhìn thấy rất nhiều các gương mặt đã đến văn phòng tư vấn của bộ BI từ ở Kennedy. Và suốt cả cái quá trình đó thì gần 30 năm thì chúng ta vẫn cứ gặp nhau từ cái lúc khó khăn chưa có Openta, chưa có cái gì, và bây giờ chúng ta có gia đình, chúng ta có công an việc làm, chúng ta ổn định thì văn phòng vẫn đi tồn tại. Và câu lạc bộ đã thành lập 10 năm, tức là từ năm 1998 cho đến bây giờ là được 10 năm. Và chúng tôi cũng có những cái quá trình lúc thăng lúc trầm, và cũng từ câu lạc bộ ra thì anh chị em tách thành bây giờ thành năm cái câu lạc bộ khác. Nhưng có một điều nhưng tôi vẫn nói ở trong xin về câu lạc bộ chúng tôi rất vui là tất cả anh chị em từ đấy ra thành lập những cái sân chơi khác để cho cũng phù hợp với mọi người. Nhưng chúng tôi đều chung một cái mục đích, tức là vấn đề hội nhập, vấn đề giúp cộng đồng của mình để ổn định cái cuộc sống ở quê hương thứ hai này. Và một điều rất là may mắn là văn phòng đi không những chỉ cho người Việt và cho tất cả những người nước ngoài ở đây. Văn phòng thì là có các cái lớp học tiếng Đức, tiếng Anh và tất cả các cái lớp học về khóa học hội nhập. Tất cả mọi chuyện tư vấn và dịch thuật ở trong văn phòng là costless, tức là không mất một đồng xu nào cả. Khi nữa thì ai chưa có cái chương trình của tháng 7, tháng 8 thì tôi sẽ phát cho mọi người. Và câu lạc bộ thì sinh hoạt vào thứ tư của tuần thứ năm, thứ năm của tuần thứ tư của tháng. Và cái đội múa của câu lạc bộ là sinh hoạt vào tổng cộng cái tuần thứ ba của tháng. Và tuần thứ nhất và tuần thứ hai của thứ năm thì là có các bạn học viên ở đây, anh cũng nhìn là rất tích cực trong cái buổi hành nghề ở đây. Và cũng là thứ năm thì có hàng tuần thì là các cái lớp nâng cao cho những người đã biết kiến thức rồi, tức là những người đã được A1, B1, B2 rồi muốn nâng cao thì vào đây cho thành tựu học được thì ở đây là sẽ vượt qua. Và quy định của câu lạc bộ thì thế này, tất cả những hội viên chính thức của câu lạc bộ, tức là các anh chị em có cái quy định, tức là hội viên chính thức là mỗi một tháng đóng 2 đồng tiền nước, ví dụ cà phê ở đây là chúng ta đến đây là mua, ở đây là không có mất cái tiền, tức là tiền lít ở đây, nhưng mà chúng ta phải mua nước uống. Và những cái hàng tháng thì câu lạc bộ có tổ chức sinh nhật cho hội viên của mình. Trong câu lạc bộ thì có các chế độ, những người hội viên tức là đóng 2 đồng tiền uống nước hàng tháng, tức là một trong những câu lạc bộ nghèo nhất từ hồi đầu cho đến bây giờ không thay đổi về cái tiền 2 đồng. Những câu lạc bộ khác thì là 5 đồng. Các chị ở đây sinh hoạt rất nhiều nơi tôi biết. Thế nên là thế này là hội viên chính thức. Hội viên chính thức thì được các tiêu chuẩn ốm đau thăm hỏi, tức là bố mẹ và có chuyện gì nhá, thì cái đấy là tiền cười tiền khóc, tất cả các thứ tiền khác thì là ở trong cái 2 đồng đó, tiền sinh hoạt của anh chị em mình. Thì đấy là cũng mong muốn là anh chị em Interessant mà có thì tham gia câu lạc bộ thì đông hơn như thế này, nhưng mà hầu như là mọi người đi làm
và đi đâu đấy thì không phải vào trong ngày thường xuyên, tức là lúc nào có thời gian thì các anh chị em mình tham gia. Trong ngày chúng tôi tổ chức Song La Phép mùng 1 tháng 5 và tất cả những cái chuyện bộ nhập Tết, tức là Tết Nguyên Đán, hầu như là gần 30 năm thì chúng tôi đều làm tất cả những cái công việc như thế. Ai thức tập ở đâu thì các anh chị sinh hoạt, nhưng ở văn phòng lễ y thì chúng tôi chỉ có sinh hoạt vào thứ năm tuần thôi, sinh hoạt cuối tuần không có những cái điều kiện để sinh hoạt cuối tuần. Đây là văn phòng của người Đức nên là không có sinh hoạt cuối tuần. Và đến tháng 11 năm nào chúng tôi cũng tổ chức đi seminar, mà seminar của Phao Em ở đây rất nhiều các chị em đi seminar, đi một ngày một đêm qua một cái Vinato, chúng ta phải trả 15 đồng ba bữa ăn và một cái Vinato. Tiền của dây lát chúng tôi xin được thì cũng muốn là tháng này sẽ tổ chức vào tháng 5, mùng 3 hay mùng 1 tháng 11. Ở đây rất nhiều anh chị em đã tham gia rồi. Xong cái vụ này đấy thì tôi bắt đầu tham gia tăng ký cho chị em hàng tháng. Và thường xuyên là tổ chức cho các chị em nào có sinh nhật trong tháng đó. Và hôm nay có 6 thời gian cho câu lạc bộ sinh nhật. Và mỗi người mà đặt món, mỗi người với những cái ly hoa, bánh cạnh, cũng như là ăn, cũng như là rượu. Để đón để chúc nhau, chúc sinh nhật, chúc mừng sinh nhật cho nhau. Và đến bây giờ thì tôi cũng không có vào trong này nhiều. Bây giờ là tôi cũng đã nghỉ và bây giờ làm tư vấn nhiều cho mọi người về hưu và những người bé kinh đợt ở trong câu lạc bộ. Ví dụ như U Thanh là những người gần 80 rồi, U rất khỏe nhưng U cũng là học viên, còn có rất nhiều người và những này có những người cháu Nguyễn thì cũng rất trẻ ở đây, tức là nó là một cái kê mít, tức là có cả người nước ngoài, có cả người Đức. Những ai mà vào với câu lạc bộ thì chúng tôi đều hoan nghỉ, xin mời anh chị em tham gia. Thì đây là xin chào các bạn, cả nhà cũng là một thành viên của câu lạc bộ kết với Berlin và thường xuyên đến sinh hoạt ở đây. Tôi thấy đây là một sân chơi rất là lành mạnh, rất là vui, cũng giống như tất cả các câu lạc bộ khác tại cộng hòa Liên Đức tại Berlin. Chúng tôi đến đây để chia sẻ hiệu quả hội nhập. Xin chào các bạn. Việt Báo Chú Lê rất vui được đồng hành với tất cả các sự kiện. Đặc biệt là chị Văn, các chị ở đây là thực ra là chúng tôi hay nói một câu rất vui là chúng tôi làm các mẫu hậu. Nhưng mà các mẫu hậu cũng còn dễ thương và cũng chưa đến nỗi tinh hoàn. Mình tự khen mình. Và đây là cũng phải nói với anh Huy một câu, tức là Bùi Quang Huy là tôi cũng quen rất là lâu. Nhưng mà mấy năm nay thì Huy về Berlin và cũng rất là vui. Hôm nay là vợ chồng Huy đến sinh hoạt cùng với câu lạc bộ. Và các chị có thể sinh hoạt được rất nhiều các nơi, nhưng mà cùng vui ở đâu đấy thì bác ở đâu thì mình về văn phòng và câu lạc bộ. Chúng tôi chỉ có vấn đề hội nhập thôi, còn ngoài ra chúng tôi không làm chính trị, không làm một cái hoạt động gì cả. Thế là mình câu lạc bộ của tất cả mọi người và chúng ta cùng đóng góp để cho vui vẻ, không của riêng ai cả. Ngoài ra thì còn có một số anh chị em, tức là giúp về cái công việc này, tức là có người tài chính ban đời sống. Ở đây thì hiện tại là có chị Vân với lại chị Thu có đội văn nghệ. Có đội văn nghệ thì là chị Hải với chị Huyền, tức là tí nữa thì người của ba sẽ đến, chị Huyền là phụ trách văn nghệ với chị Hải trách về múa. Chúng tôi đã hoạt động cái này rất là intensive, tức là nên biểu diễn rất là đông. Và điều nữa, ai có vấn đề gì thì cứ hỏi, và đặc biệt là ai có đi nằm bệnh viện hoặc ai có cái gì khó khăn đấy thì phải thông báo cho câu lạc bộ của ba đời sống đi thăm hỏi. Còn nếu như không nói thì chúng tôi không có thể đi thăm được. Và đặc biệt là đi thăm hỏi tiêu chuẩn của công lạc bộ là những người nằm ở trong bệnh viện thì mới được tiêu chuẩn đi thăm hỏi, chứ không phải là hôm nay tôi cảm cúm ở nhà thì cái này anh chị em có thể tự đi thăm thôi nhá. Thì có một cái việc là như vậy. Và đặc biệt là có Quỳnh Nga, là Quỳnh Nga tham gia với chúng tôi từ hồi đầu và rất là vui, lúc nào Quỳnh Nga cũng có mặt với chúng tôi, chúng ta cùng nâng cốc và chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật. Alessandro. Chúc nhau sức khỏe và chúc mừng sinh nhật. Yo. Các chị dô tiếp với nhau để em chụp ảnh đây. 1, 2, 3, yo. Nữa nhá. Một lần nữa đi. Alo, alo, Uli, Uli, Uli đâu? Rồi, rất đẹp nhá. Đẹp lắm, kiểu ảnh này rất đẹp ạ. À. Có tất cả mọi người đấy nhá, cười tươi này. Yo, kiểu nữa này, cười tươi này. Rồi, à, let's go to, ok. Chúng ta cùng thưởng thức các món là chúng ta đã chuẩn bị từ hôm qua. Đây là món bánh
ơn tất cả mọi người đã đến đây đóng góp. Thưởng thức món ngon, chúc mừng các anh chị em sau câu lạc bộ của mình. Một lần nữa nào cả nhà ơi, 2, 3 vô một lần nữa cho em.